Dạ vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video hôm nay thì em dẫn anh chị mình xem một lô đất đẹp, dân cư đông ngay khu vực Block H, khu VIP nhất của dự án Cát Tường Phú Sinh. Khu này thì nhà cửa dân cư đông đúc như phố. Và hôm nay là một lô giá rẻ anh chị nhé. Giá chỉ có 1 tỷ 20 triệu là bao trọn gói sang tên, sổ hồng riêng có sẵn, chúng ta mua là công chứng liền tay. Vị trí ngay khu nhà đông đúc, tiện lợi để anh chị mua về cất nhà ở hay là mua để dành, để đầu tư, thì vị trí ngày hôm nay cũng rất đáng để cô chú anh chị mình quan tâm. Một lô đất hướng Tây với diện tích là ngang 4, dài 14,6. Kế bên cạnh thì toàn nhà lầu thôi anh chị nhé, hàng xóm đã xây nhà rất là đông đúc. Đường nhựa, nước máy, vỉa hè cây xanh, vỉa hè 2,5m, lòng đường nhựa là 6m. Từ căn nhà hàng xóm đo sang bên phải là 4m và dài sâu xuống phía sau là 14,6. Đất thổ cư 100%, sở hữu lâu dài vĩnh viễn và ở đây thì không có giới hạn thời gian xây dựng. Anh chị mình mua để đó, khi nào muốn về xây thì chúng ta xây, còn không thì được giá mình lại bán, kiếm lời và mua vị trí khác cho nó rộng hơn. Và bây giờ mình thấy vị trí này nó đẹp, nó cũng phù hợp với cái tầm tiền và nhu cầu của mình, thì chúng ta có thể là gọi cho em mình xuống xem đất thực tế anh chị nhé. Em gửi số hồng để mình xem. Một vị trí đường nhựa chạy thông hai đầu, cách kênh nước du lịch sông Trăng 50m, rất là mát mẻ. Anh chị và các bạn mình quan tâm đến lô đất ngày hôm nay, một vị trí đẹp khu đông dân, thì hãy kết nối Zalo số 037 730 4018. Em dẫn mình xem đất thực tế anh chị nhé. Sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, mua là công chứng liền tay.